Australia Vitamins Wholesale là nơi chuyên cung cấp xỉ lẻ các loại thực phẩm chức năng được sản xuất tại Úc cũng như tất cả các loại sữa bột dành cho trẻ em và người lớn với mức giá phải chăng. Tất cả những mặt hàng của Australia Vitamins đều có trên website của công ty. Đặc biệt Australia Vitamins cũng là nơi mà khách hàng có thể tin tưởng gửi quà về cho thân nhân và gia đình của mình tại Việt Nam. Phương châm của Australia Vitamins là nhận gửi quà với giá cả phải chăng và giao hàng tận nhà cho tất cả khách hàng từ nam đến bắc. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc số điện thoại 02 8764 3564 hoặc đến thẳng cửa hàng tại số 4 trên 68 John Street, Cabramatta, New South Wales 2166. Nhà hàng Liberty Palace với phong cảnh sang trọng, hiện đại và ấm cúng, cùng gian đầu bếp chuyên nghiệp, nơi lý tưởng để tổ chức các bữa tiệc cưới hỏi, sinh nhật cũng như họp mặt bạn bè. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chiêu đãi, chắc chắn nhà hàng Liberty sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của quý khách để tất cả các bữa tiệc lớn nhỏ đều được hoàn hảo, bảo đảm là quý khách sẽ hài lòng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Peter Hồng qua số 0408 066 966 hoặc đến thẳng địa chỉ 2 trên 256 Chaparro Bankstown, New South Wales 2200. Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Face TV, mặc dù việc lây lan dịch bệnh COVID-19 đang gia tăng trở lại, nhưng những con số này không gây nhiều chú ý. Lý do là vì hầu hết các cơ quan truyền thông lẫn chính giới và kể cả quần chúng Úc Châu hầu như vẫn chỉ quan tâm về những sinh hoạt tranh cử cho đến hôm nay thì chỉ còn 3 ngày nữa là đến cuộc bầu cử chính thức, nhưng hai cuộc thăm dò cử tri mới nhất cho thấy sự cách biệt giữa lao động và liên đảng đã thu hẹp trở lại có vẻ như có thể dẫn đến một kết quả vô cùng khít khao vào ngày thứ Bảy 21 tháng 5 này. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay thứ Tư, ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Việt Face TV. bầu cử 21 tháng 5, thăm dò cử tri mới nhất của công ty New Resolve và công ty Roy Morgan. Ngày hôm qua, hai công ty thăm dò cử tri là New Resolve và Roy Morgan đã phổ biến kết quả mới nhất, qua đó cho thấy là khoảng cách giữa liên đảng và lao động đang thu hẹp, theo New Resolve. Trong khi theo công ty Roy Morgan thì lao động có thể chiến thắng khít khao nhưng hẳn còn nhiều thách đố. Bản tin Sky News đã trích dẫn kết quả của cuộc thăm dò cử tri mới nhất của công ty New Resolve, qua đó cho thấy số phiếu ưu tiên một dành cho đảng lao động đã giảm từ 34 xuống còn 31%, trong khi liên đảng thì đã gia tăng từ 33 lên 34%. Tuy vậy, sự cách biệt mà liên đảng đang gia tăng vẫn chưa đủ, vì thông thường đảng lao động sẽ nhận được rất nhiều phiếu ưu tiên từ đảng xanh. Cũng theo kết quả mới này, thì liên đảng có thể sẽ mất một vài đơn vị bấp bênh, kể cả đơn vị Reed và Benelon thuộc nội thành Sydney. Tại đơn vị Warringah mà cựu thủ tướng Tony Abbott từng là dân biểu, thì ứng cử viên đảng tự do Catherine Deeds có vẻ như đang tiến gần đối thủ là một ứng cử viên độc lập là bà Sally Ngoài công ty New Resolve, thì hôm qua công ty Roy Morgan cũng vừa phổ biến kết quả cuộc thăm dò cử tri mới nhất. Qua đó cho thấy là cách biệt giữa lao động và liên đảng hiện đang được thu hẹp với 53% dành cho lao động và 47% dành cho liên đảng tự do quốc gia. Mặc dù cách biệt đã được thu hẹp nhưng lao động vẫn đang dẫn trước liên đảng 6 điểm nên dự phóng là trên căn bản phân các phiếu ưu tiên phụ thì đảng lao động vẫn có thể có đủ đa số để chiến thắng tại Hạ viện. Ngoài ra, cuộc thăm dò của Roy Morgan cũng cho thấy có 32% cử tri dự định cho các phiếu ưu tiên phụ cho các đảng nhỏ và ứng cử viên độc lập. Điều này nếu là sự thật sẽ tạo ra tình trạng là một số đảng nhỏ và ứng cử viên độc lập có thể thắng cử. Bởi vậy, nếu đảng lao động hoặc liên đảng không có đa số, thì một nhóm 8 hoặc 9 dân biểu độc lập sẽ giữ vai trò là cán cân quyền lực cùng với đảng xanh. Đảng Xanh hiện nay đang chia sẻ 13% số phiếu, trong khi đảng One Nation có 4%, đảng UAP có được 1%. Cuộc thăm dò cử tri của công ty Roy Morgan đã được thực hiện qua điện thoại với 1.366 cử tri trong khoảng thời gian từ thứ hai đến chủ nhật tuần trước và việc phân phối các phiếu ưu tiên phụ được căn cứ vào dữ liệu của cuộc bầu cử hồi năm 2019. Lãnh tụ Albanese bị áp lực vì chưa tiết lộ chiết tính ngân sách cho những cam kết sau khi liên đảng đã phổ biến. Ngày hôm qua, ông Albanese đã vận động tranh cử một lần nữa tại Perth và các ký giả đã liên tục nêu lên câu hỏi về chiết tính ngân sách cần thiết để một chính phủ lao động có thể thực thi các cam kết bầu cử. Một cuộc cãi vã đã xảy ra sau khi ông Albanese từ chối trả lời câu hỏi này và cuộc họp báo cùng với thủ hiến Mark Cowan đã không thể kéo dài khi ông Albanese đã vội vã rời khỏi cuộc họp báo này để lại thủ hiến mà cao quyền một mình tại hiện trường. Một số ký giả còn rượt đuổi theo ông Albanese để yêu cầu ông trả lời câu hỏi, nhưng ông Albanese vẫn kiên quyết từ chối. Sở dĩ giới truyền thông quan tâm đến vấn đề này vì Thủ tướng Morrison đã phổ biến bản chiết tính ngân sách mà một chính phủ liên đảng nếu tái đắc cử sẽ cần đến để thực thi những chính sách cam kết. Nhắc lại là Thủ tướng Morrison đã phát động cương lĩnh bầu cử tại Brisbane vào Chủ nhật 15 tháng 5 vừa qua và sau đó đã lập tức phổ biến bản chiết tính ngân sách tại Melbourne ngày hôm qua. Trong khi đó, thì ông Albanese đã phổ biến kế hoạch bầu cử tại Perth vào ngày 1 tháng 5, nhưng cho đến nay vẫn giữ bí mật về bản chiết tính ngân sách. Dân biểu Jim Chalmers bào chữa với lập luận rằng đối lập thường phổ biến chiết tính ngân sách vài ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử. Vì lý do đó mà ông Albanese đã xác nhận là lao động sẽ phổ biến chiết tính ngân sách vào ngày mai thứ Năm, tức là chỉ hai ngày trước khi cuộc bầu cử diễn ra. Theo nguồn tin báo chí, thì lao động sẽ chi tiêu nhiều hơn liên đảng, khoảng 10 tỷ đô la, và bản chiết tính được công bố vào ngày mai có thể cho thấy mức độ chi tiêu của đảng lao động như thế nào. Và nếu đúng như nguồn tin báo chí, thì lao động sẽ gây ra mức độ thâm thủng ngân sách nhiều hơn liên đảng nếu thắng cử. Trong khi đó, thì tại Melbourne ngày hôm qua, Bộ trưởng Ngân khố George Frydenberg và Bộ trưởng Tài chính Simon Birmingham đã phổ biến chi tiết về ngân sách mà liên đảng coi là sẽ tiết kiệm được 1 tỷ đô la trong vòng 4 năm. Lập luận của Liên Đảng là lao động sẽ không thể có khả năng chỉnh sửa ngân sách, điều này có nghĩa là ngân sách sẽ tiếp tục bị thâm thủng nhiều hơn dưới một chính phủ lao động. Sinh hoạt tranh cử. Liên Đảng giảm chi phí ngành công vụ để quân bình ngân sách. Liên Đảng Tự do Quốc gia xác quyết rằng nếu chính phủ Morrison tái đắc cử thì ngân sách nước Úc sẽ tiết kiệm được 1 tỷ đô la trong vòng 4 năm và kết quả này sẽ đạt được nhờ vào sự giảm chi trong ngành công vụ. Một cách cụ thể thì chính phủ sẽ áp dụng biện pháp hữu hiệu để giảm ngân sách cho ngành công vụ khoảng 2% và do đó tiết kiệm được 2 tỷ đô la. Phương cách gọi là Efficiency Dividend, tức là lợi nhuận có được nhờ vào sự sinh hoạt hữu hiệu, là một phương thức tài chính mà chính phủ lao động dưới thời Thủ tướng Bob Hawke đã bắt đầu áp dụng từ năm 1987. Chính sách này nhằm giảm bớt những chi phí không cần thiết trong ngành công vụ, và mỗi năm các cơ sở công vụ của chính phủ liên bang phải giảm bớt chi phí khoảng 1%. Hiện nay, lợi nhuận này cho ngân sách là khoảng 1.5%, tuy nhiên một chính phủ liên đảng sẽ gia tăng mức độ giảm hạn này là 2% trong vòng 3 năm sắp tới nếu họ thắng cử. Cư dân bên ngoài thủ đô Canberra có thể ít nhìn thấy hậu quả của việc cắt giảm này, tuy nhiên cư dân tại thủ đô Canberra phần đông là công chức và tất nhiên là việc cắt giảm chi tiêu trong ngành công vụ có thể tạo ra ảnh hưởng tiêu cực và điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử cho các ứng viên thượng viện của đảng tự do, kể cả đương kim nghị sĩ Z. Canberra là một thành phố của đảng lao động, tương tự như Washington DC là một thành phố của đảng Dân Chủ. Bởi vậy, hai dân biểu hạ viện liên bang tại Canberra đều thuộc đảng lao động, trong khi đảng tự do chỉ có một nghị sĩ ở thượng viện. Truyền thông cáo buộc chính trị gia coi thường cử tri, trong khi lãnh tụ Albanese lẫn tránh truyền thông. Có nhiều sự thật rõ ràng nhưng các chính trị gia thì vẫn từ chối xác nhận và điều này vẫn thường xảy ra trong hầu hết các cuộc tranh cử. Một điều mà một vài ký giả đặc biệt là của tờ Daily Telegraph coi là thái độ xem thường cử tri. Trong khi đó, thì lãnh tụ lao động Albanese lại áp dụng triệt để chiến thuật mục tiêu nhỏ, tức là small target, trong những tuần lễ tranh cử sau cùng. Điều này có nghĩa là ông Albanese đã giới hạn những cuộc họp báo và chỉ xuất hiện trong những cuộc họp báo được coi là có sự kiểm soát để tạo hình ảnh tích cực trên màn ảnh truyền hình. Một phần vì lý do đã bị dương tính với COVID-19 nên ông Albanese đã theo đuổi một chương trình tranh cử nhẹ nhàng. Tuy nhiên, có vẻ đây cũng là chiến thuật tranh cử của đảng lao động, vì nếu ông Albanese ít xuất hiện thì tất nhiên là giới truyền thông ít có cơ hội để chất vấn. Và đài Sky News coi đây là một chiến thuật lẩn tránh cử trì cũng như giới truyền thông trong những ngày sau cùng vì họ tin tưởng rằng lao động đang ở thế thượng phong và do đó lãnh tụ lao động không cần phải vất vả di chuyển nhiều để vận động, như trường hợp của Thủ tướng Morrison. Sinh hoạt tranh cử, ứng cử viên độc lập đài lê và quan hệ với đảng tự do sau mấy tuần lễ liên tục vận động, thì vị thế của ứng cử viên độc lập Cốc Việt Đài Lê đã được cải thiện rõ rệt, đến mức độ mà giới truyền thông chính mạch còn đưa ra dự phóng là cô Đài Lê, đương kim phó thị trường thành phố Fairfield, có thể có cơ may làm nên lịch sử vào ngày thứ Bảy, 21 tháng năm này. Bởi vậy, khi triển vọng chiến thắng càng nhiều, thì Đài Lê càng được báo chí chính mạch quan tâm, và họ thường mở cuộc truy tìm những lời nói và hành động trước kia của Đài Lê. Một trong những phát biểu cũ của Đài Lê vào năm 2019 là Đài Lê đã xác quyết là cô vẫn còn kiểm soát được chi bộ của Đảng Tự do tại Karamata. Khi được chất vấn về điều này, khởi đầu Đài Lê đã cải chính và do đó một ký giả của đài Sky News đã phát thanh trở lại lời nói này trong chương trình truyền hình. Tất nhiên điều này có thể tạo ra sự ngại ngùng cho ứng cử viên Đài Lê, tuy vậy Đài Lê cũng đã từng xác nhận là cô đã một thời là đảng viên đảng tự do, nhưng trong cuộc bầu cử hồi năm 2016 thì Đài Lê đã tranh cử với tư cách độc lập để chống lại ứng cử viên chính thức của Đảng Tự Do và do đó tư cách đảng viên Đảng Tự Do đã bị chấm dứt trong thời gian 10 năm. Kể từ thời điểm ấy thì Đài Lê luôn tranh cử với tư cách độc lập và với tư cách độc lập này, Đài Lê đã chiến thắng vẻ vàng trong cuộc bầu cử hội đồng thành phố Fairfield hồi tháng 12 năm 2021 và đã trở thành phó thị trưởng. Cũng theo nguồn tin từ Sky News, thì người chồng của Đài Lê, ông Moses Lambert, vẫn còn là một viên chức tri bộ của Đảng Tự do tại Kapramata, và trong năm 2019, ông Marcus Lambert lúc bấy giờ đảm nhận chức vụ chủ tịch của phân bộ Kapramata của Đảng Tự do. Nhắc lại là trong vài ngày gần đây, cô Đài Lê đã liên tục được báo chí truyền thông chính mạch nhắc nhở và chú ý nhiều sau khi một cuộc thăm dò công luận cho thấy số phiếu ưu tiên một dành cho ứng cử viên lao động là bà Christina Keneally đã sụp đổ xuống còn 32%, mà lý do chính là vì bà Keneally không phải là ứng cử viên địa phương. Nhắc lại là bà Keneally đã được lãnh đạo lao động thả dù xuống đơn vị Fowler là nơi các cơ ngơi của bà gần 60 số. Cũng theo nguồn tin báo chí, vì sự suy giảm số phiếu ưu tiên một dành cho bà Keneally, nên lãnh tụ Albanese có thể sẽ có mặt tại đơn vị Fowler trong ngày hôm nay để cứu vãn tình thế. Hôm nay thứ tư cũng là ngày mà ông Albanese sẽ xuất hiện trước câu lạc bộ báo chí quốc gia ở Canberra và do đó ông phải đối diện với giới truyền thông để trả lời các câu hỏi. Và tất nhiên là ông không thể né tránh được các câu hỏi của giới truyền thông như ông đã né tránh từ nhiều ngày qua. Nhắc lại là khu vực bầu cử Fowler vốn là một chiếc ghế an toàn cho lao động và là một trong những khu vực bầu cử đa dạng về sắc tộc nhất ở Sydney. Tuy nhiên, theo một cuộc khảo sát mới nhất do The Daily Telegraph thực hiện cho thấy, số phiếu ưu tiên một dành cho ứng cử viên lao động là bà Christina Kennelly đã giảm 13% xuống còn 42%, Khu vực này bao gồm Cabramatta, nơi có đông người Việt sinh sống, cùng với Liverpool, Warwick Farm và Fairfield East. Bà Kinelli đã được lãnh tụ đảng lao động thả dù xuống đơn vị Fowler sau khi dân biểu lao động ở vùng Fowler là ông Chris Hayes tuyên bố không tái tranh cử. Vào thời điểm đó, bà Kinelli đang sống cách Fowler gần 60 cây số trên đảo Scotland ở khu vực giàu có phía Bắc tức là Northern Beaches trước khi thuê một căn nhà ở Liverpool vào tháng 11 năm ngoái 2021. Có lẽ vì lý do không phải cư dân địa phương nên sự ủng hộ của cử tri đối với bà Kennelly đang sụt giảm nghiêm trọng. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin được tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay.